Nếu bạn cũng như tôi thì hẳn là bạn không ít lần trải qua cảm giác quyết tâm dậy sớm để thành công, quyết tâm thay đổi thói quen để trở thành những chú chim buổi sớm, tận hưởng bình minh sảng khoái và có thể lên dây cót cho một ngày của mình cẩn thận hơn, làm được nhiều việc hơn. Và hẳn là cũng không ít lần những quyết tâm ấy bị kết thúc trong giấc ngủ quá giờ, thậm chí là ngủ nướng ê chề. Bạn thất bại dậy sớm một lần, hai lần, rồi đâu lại vào đấy, thói quen dậy sớm đi tong. Đã bao giờ bạn tự hỏi điều gì đã ngáng chân mình trên con đường trở thành người dậy sớm chưa? Điều gì đã thôi miên bạn nhấn nút tắt báo thức hết lần này tới lần khác? Lý do mà bạn không thể dậy sớm là gì? Với mục đích có thể giúp bạn hiểu tâm lý của bản thân cũng như hiểu bản thân mình, từ đó cải thiện bản thân, trong video này hãy cùng tìm hiểu các lý do khiến bạn thất bại dậy sớm của bài viết Vì sao mình không thể dậy sớm của tác giả Carota nhé. Bắt đầu thôi nào. Nếu bạn cũng như mình thì chắc hẳn là đã không ít lần bạn được nghe câu hò của ba mẹ: dậy sớm đi con. Ba mẹ mình thì dậy sớm thật. Ba mình trước đây trong quân ngũ nên ngày nghỉ cũng như ngày thường, cứ 5 giờ là ba dậy. Mẹ mình thì dậy muộn hơn nhưng mà cũng chỉ tầm 6 giờ, 6 rưỡi là đã ra chợ rồi. Mình cũng biết những lợi ích của việc dậy sớm chứ. Những người thành công đều dậy sớm nữa. Nhìn lại thì mình không bao giờ dậy được trước 8-9 giờ. Ba còn luôn nói mình là nếu có mỗi việc dậy sớm mà không làm được thì làm được gì sau này. Bức xúc, mình nhất định tìm cách để dậy sớm như mọi người. 1. Bị điều khiển bởi cảm xúc. Ngày đầu tiên thử dậy sớm, 6 giờ chuông reo inh ỏi bên tai. Tắt phen cái chuông đi, trong cơn lơ mơ mình lại chìm vào giấc ngủ. Mình vừa bực cái báo thức, vừa bực bản thân. Vì sao lại dậy sớm lại khó khăn như thế? Câu trả lời là chúng ta là con người và con người thì hành động theo cảm xúc. Bất chấp việc chúng ta cho rằng mình lý trí đến đâu, cảm xúc vẫn là một động lực cực kỳ lớn định hướng hành động của con người. Ăn đồ ngọt cảm thấy thích thú, ăn thêm, chạm tay vào chảo nóng, sợ, lần sau không chạm nữa. Chúng ta đều có xu hướng lặp lại những hành động đem lại cảm giác dễ chịu cho mình và né tránh những hành động đem lại sự khó chịu. À ha, vậy là đúng rồi, dậy sớm chẳng đem lại sự dễ chịu nào cho mình cả. Nếu không muốn nói là còn khiến mình thấy khốn khổ hơn. Vậy thì mình dậy sớm để làm cái gì? Liệu nếu tìm ra một lý do đủ lớn để bù đắp lại cho những khốn khổ của việc dậy sớm thì có giúp mình có động lực dậy sớm hơn không? Và lý do nào có thể đủ lớn? 2. Hai dạng thức của động lực. Những câu hỏi trên lại đưa mình vào hành trình chu du tìm hiểu về nguồn gốc của động lực, motivation. Theo các nhà tâm lý học thì tất cả các lý giải đều có thể được phân loại vào hai nhóm là động lực bên ngoài, extrinsic motivation, và động lực bên trong, hay còn gọi là động lực tự thân, intrinsic motivation. Theo đó, động lực bên ngoài là những kết quả mà việc thực hiện hành động đó sẽ đem lại. Chẳng hạn, nếu bạn cày bài vì sợ trượt môn, nỗi sợ trượt môn và những hậu quả kéo theo của việc trượt môn là động lực bên ngoài. Tương tự, nếu bạn đi làm để kiếm sống, thu nhập nhận được cũng là một động lực bên ngoài. Vậy, động lực bên trong là gì? Nếu bạn biết câu nói, hãy chọn một công việc bạn yêu thích và bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời. Đại ý là khi bạn làm thứ mình thích, bạn sẽ luôn cảm thấy thích thú, hào hứng và biến công việc đó thành niềm vui mỗi ngày. Thay vì một nhiệm vụ cần vượt qua, đó chính là định nghĩa của động lực bên trong. Nói cách khác, động lực bên trong là niềm vui và sự thỏa mãn nảy sinh một cách tự nhiên trong chính quá trình thực hiện hành động. Một ví dụ sinh động và dễ hiểu cho động lực tự thân là hình ảnh một đứa trẻ lần đầu được đưa cho giấy và bút vẽ nguệch ngoạc mê mải hàng giờ mà không thấy chán. Phát hiện này đã khiến mình nhận ra rằng tất cả những lý do mà mình có thể thuyết phục bản thân dậy sớm đều là động lực bên ngoài, và chúng còn cực kỳ mơ hồ nữa. Mình muốn dậy sớm vì tốt cho sức khỏe. Không, chờ đã, không phải mình tin nó tốt cho sức khỏe, mà vì mọi người, bao gồm cả bố mẹ mình, nói rằng nó tốt cho sức khỏe. Như vậy, dậy sớm không phải là điều mình thực sự muốn, mà là điều người khác muốn ở mình. Tất nhiên, chúng ta luôn có xu hướng phản kháng lại những gì ép buộc lên mình, và đó là lý do mình không dậy được dù mọi người nói là nên làm thế. Tương tự, mình muốn dậy sớm để thành công, đó cũng là những gì người ta nói. Mình cũng không thực sự chắc thành công người ta nói đến là gì, hay thành công mình muốn cho mình là gì, và việc dậy sớm sẽ giúp mình đạt được thành công đó như thế nào. Nói cách khác, đây là một mục tiêu mơ hồ mà kỳ vọng xã hội áp lên mình. Vậy, có phải động lực bên ngoài là xấu? Câu trả lời là không. Chúng ta cùng bước sang phần 3 nhé. Động lực tự thân hay động lực bên ngoài?
Trong rất nhiều trường hợp, bạn hoàn thành được nhiệm vụ cần làm là do có động lực bên ngoài. Sợ trượt môn mất tiền nên là ráng thức khuya cày bài, muốn có thưởng nên là gắng sức chạy KPI. Bản thân mình đã nhiều lần dậy sớm thành công bởi phải chạy bài hoặc là đi du lịch. Đây là dạng động lực dựa trên phần thưởng nha mọi người. Thế nhưng, nếu chỉ có động lực bên ngoài thì hoặc nhiệm vụ bạn phải làm trông nó khó khăn hơn gấp bội hoặc là sẽ không duy trì được lâu dài. Bằng chứng là mình cũng chỉ dậy sớm được lúc chạy bài hay đi du lịch và chưa bao giờ thành công với việc duy trì dậy sớm. Lý do là bởi mình chưa tìm được động lực tự thân hay sự thỏa mãn với chính việc dậy sớm, mà không vì bất kỳ phần thưởng hay nỗi sợ nào đi kèm. Tới đây, mình lại gặp phải vấn đề nhức óc. Vì không có động lực tự thân nên không muốn dậy sớm. Nhưng động lực tự thân lại chỉ có khả năng có được trong lúc mình dậy sớm, mà mình lại đang không dậy sớm. Câu chuyện con gà quả trứng giải quyết thế nào đây? Chính lúc này, vũ trụ lại thả cho mình chìa khóa để giải câu đố. Thực tế thì mình không hẳn là không có động lực tự thân, mình chỉ đang chưa nhận diện được nó thôi. Theo các nhà nghiên cứu, động lực tự thân thường có 3 dạng, tương đương với 3 giá trị mà con người tìm kiếm. Đầu tiên là chinh phục thử thách. Theo lý thuyết của White, con người luôn tìm kiếm những thử thách mới và khao khát làm chủ được các kỹ năng bởi cảm giác thỏa mãn khi đạt được thành tựu. Thứ hai là tò mò hay tinh thần ham khám phá. Theo Berlin, đây là một nhu cầu nội tại của con người để tìm hiểu về thế giới xung quanh mình và vì thế nó là một dạng động lực bên trong. Tiếp theo, nhu cầu kiểm soát hay làm chủ. Hans, người đầu tiên đưa ra thuật ngữ động lực tự thân thì cho rằng động lực chính của con người là nắm quyền kiểm soát và làm chủ được môi trường mình sống. Khi đối chiếu lại với chính mình thì mình nhận ra là mình đã có được dạng động lực tự thân thứ hai. Mình tò mò và muốn khám phá xem vì sao mình đang không dậy được sớm. Đó là một điểm không tệ để khởi đầu. Mình cũng nhận ra mình có thể chuyển đổi từ những động lực bên ngoài mơ hồ kể trên sang các động lực tự thân rất cụ thể. 1. Thay vì nói, mình nên dậy sớm vì mọi người đều nói nó tốt cho sức khỏe. Mình nói, để lời khuyên cho sức khỏe của mọi người sang một bên, mình chỉ muốn thử dậy sớm như một thử nghiệm giúp mình hiểu rõ hơn bản thân. 2. Thay vì nói, mình nên dậy sớm để thành công. Mình nói, chà, có lẽ thành công với mình lúc này là việc mình làm chủ được việc thức dậy sớm và có thể làm nó nếu mình muốn. Chà, vậy là mình đã có động lực tự thân rồi. Thêm một chiêu hack não rất hay ho khác mà mình học được đấy là khi động lực tự thân của bạn không cao lắm, bạn hoàn toàn có thể bổ sung thêm động lực bên ngoài để tăng khả năng bạn hành động. Vậy là mình quyết định thêm chút phần thưởng cho việc dậy sớm vào ngày hôm sau. Mình sẽ dậy sớm để đi ăn bánh canh, một món ăn mà mình rất thích. Và mình nhận ra mình còn có thể có thêm chút động lực bên ngoài rất đáng tin cậy khác bằng việc rủ ba mẹ cùng đi từ ngày hôm trước. Bằng cách này, nếu não mình quyết định nổi dậy và bỏ qua tất cả những lý tưởng cho việc dậy sớm thì ba mẹ cũng sẽ la mình dậy thôi. Phần 4. Bạn vẫn sẽ có thể không dậy sớm được và điều đó thì chả sao cả. Tính đến hôm nay đã là ngày thứ 21 kể từ khi mình thử dậy sớm. Như đâu đó có thể bạn cũng đọc được, có thông tin rằng nếu bạn duy trì được thói quen nào đó trong vòng 21 ngày, bạn sẽ không bao giờ mất đi thói quen đấy. Mình thì chưa từng kiểm tra lại thông tin này, nhưng mà bạn biết gì không? Trong vòng 21 ngày vừa qua, có những ngày mình không hoàn toàn dậy sớm được như kế hoạch. Một hai hôm thì là do mình bị dí deadline, thức đến 2-3 giờ sáng để làm. Kết quả là mình ngủ nướng sáng hôm sau. Sau đó để mình lại mất một vài hôm để điều chỉnh lại giờ ngủ. Mình nhận ra, để mình cảm thấy thực sự tốt, mình phải ngủ ít nhất 8 tiếng rưỡi đến 9 tiếng. Nhiều hơn con số trung bình 8 tiếng một đêm vẫn thường được phổ biến. Điều này có nghĩa, để mình dậy được sớm, mình cũng sẽ phải đi ngủ sớm. Nếu không thì cơ thể mình sẽ rất khó để thức dậy hơn do chưa ngủ đủ giấc. Và một điều hết sức thú vị là người cho mình được insight này lại chính là ba của mình. Khi ba thấy mình ngáp ngắn ngáp dài và kêu cay mắt vào một buổi sáng, ba đã hỏi mình sao không ngủ thêm mà dậy sớm làm chi vậy? Câu hỏi đó khiến mình tròn mắt xét đến việc ba luôn dậy sớm và luôn muốn mình dậy sớm. Trước sự ngạc nhiên càng lớn hơn của mình, ba cười nhẹ và nói, ba đâu muốn mình phải luôn dậy sớm đâu, làm gì thì cũng cần linh hoạt chứ, nếu đang mệt mà có thể ngủ thêm thì cứ ngủ, có chết ai đâu. Mình lại thẫn thờ ra suy nghĩ, phải rồi, đó chính là thứ giúp ba mình duy trì việc dậy sớm đều đặn bao năm qua, dù đã ra khỏi quân ngũ. Đó không hẳn là áp lực phải làm gì đó liên tục 21 ngày để từ đó không bao giờ chật nhịp, đó là khả năng linh hoạt để lắng nghe cả cơ thể mình và điều nó cần nữa. Rốt cuộc thì dậy sớm là vì sức khỏe, nhưng nếu khi nào đó việc ngủ thêm giúp bạn khỏe khoắn hơn thì tại sao lại không, đúng không nào? Như vậy có thể tạm kết lại rằng bản thân chúng ta luôn bị điều khiển bởi những cảm xúc cũng như bị ảnh hưởng bởi động lực của chính mình.
Đó chính là những lý do khiến cho chúng ta không thể dậy sớm. Nhưng sau cùng, chúng ta không cần phải luôn dậy sớm chỉ vì chúng ta nghĩ rằng duy trì được điều đó sẽ giúp chúng ta thành công, có một ngày dài hơn để làm được nhiều việc hơn. Quan trọng là chúng ta biết cách lắng nghe cơ thể và linh hoạt điều chỉnh nó. Một cơ thể khỏe mạnh sau cùng vẫn sẽ giúp bạn thành công làm tất cả mọi việc, chứ không chỉ riêng dậy sớm. Các bạn nghĩ sao về những chia sẻ của tác giả Carota? Hãy comment ở phía bên dưới cùng chúng mình nhé! Spider Room cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian để đồng hành cùng chúng mình đi hết video này. Hy vọng chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở những video lần sau. Và mình là Khánh Linh. Bye!